Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin chính có trong ngày. Sốc, truyền thông Thái Lan quay ngoắt 180 độ khi nói về đội tuyển nữ Việt Nam. Việt Nam sẽ thay đổi lịch sử Đông Nam Á. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn nhớ rất rõ rằng những tờ báo của Thái Lan đã nói rằng đội tuyển Việt Nam rồi sẽ đi du lịch tại World Cup thôi, không có giá trị gì cả. Họ sẽ thua như chúng tôi thua với tỷ số 13-0. Bởi trước đó thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã thua đội bóng Pháp với tỷ số 0-7. Nhưng không ai ngờ rằng đội tuyển nữ Việt Nam lại có bàn thắng đẹp như thế và bàn thắng này tạo ra những sự thay đổi lớn trong những phát ngôn thay đổi lịch sử của Đông Nam Á và chính báo chí Thái Lan cũng đã định vị lại thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bằng bàn thắng phi thường của Thanh Nhã. Dĩ nhiên bàn thắng đó đẹp thì không phải nói rồi, nhưng hãy nhìn hành trình của đội tuyển Việt Nam đến ngày hôm nay. Những cầu thủ trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này dường như không chỉ là những cái tên ban đầu, là những Trương Thị Kiều, Tuyết Dung. Lúc này lại nổi lên một cái tên khác, đó là Nguyễn Thị Thanh Nhã. Sự gối đầu liên tiếp của hệ thống bóng đá Việt Nam đang cho thấy rằng họ thực sự đang dẫn đầu và đi đầu trong xu thế bóng đá nữ của khu vực. Và thái độ của những tờ báo như là CM Sport hay là SMM Sport đã ngay lập tức thay đổi hoàn toàn khi nhìn nhận những trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội bóng Đức khi tỷ số là 2-1. Và xét theo bình diện về bàn thắng thì bóng đá Thái Lan đã thua 13-0 trong trận đấu với Mỹ xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về mặt tâm lý. Nhược tiểu của những đội bóng nhỏ thậm chí là họ tự ti khi thi đấu với những đội bóng lớn và Thái Lan đã trải qua những cảm giác này. Nhưng hãy nhìn vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển nữ quốc gia Đức. Đội bóng hiện đang xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA. Nó hội tụ đầy đủ những yếu tố và minh chứng rõ nét về tinh thần Việt Nam lúc này có thể tiến ra châu lục và có thể sẽ phải vượt cả bóng đá Thái Lan về thành tích mà trước đó đội bóng này tự hào về những gì mình đã đào tạo. Bóng đá nữ Việt Nam lúc này đang cho thấy sự kế thừa mà trong khi đó thì bóng đá Thái Lan đang mòn mỏi tìm những cầu thủ trẻ mới và khi tìm được những cầu thủ trẻ thì lúc đó đội bóng này lại nhận về những lời chỉ trích sau thất bại trước Việt Nam. Và phải nói lại rằng, Thái Lan là một trong những đội bóng sớm nhất của khu vực tham dự World Cup năm 2019. Nhưng với thất bại của họ thì họ tin rằng những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu sắp tới tại New Zealand cũng như Australia chỉ là những trận đấu giao hữu và mang tính chất đi du lịch là chính. Nhưng lúc này thì họ đã thay đổi thái độ 180 độ khi mà nhìn chính bàn thắng của Thanh Nhã. Nó đã hội tụ đầy đủ sự quyết đoán và cả tinh thần thi đấu nữa. Trang thể thao danh tiếng của Thái Lan là Siam Sport đã có những lời tán dương về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung. Trong bối cảnh này thì không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam là cái tên góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023. Bảy lần đó là con số mà đội tuyển Việt Nam cũng đã nắm giữ số lần vô địch giải đấu SEA Games nhiều nhất và liên tiếp trong 4 năm vừa qua. Thì không có nghĩa gì khi mà lúc này đội tuyển Việt Nam của chúng ta lại có mặt ở danh sách World Cup và lượt thi đấu tại ASEAN 2022. Chúng ta đã giành được chiến thắng trước Đài Loan Trung Quốc và chúng ta đã chính thức có tấm vé tham dự World Cup. Tờ báo thể thao danh tiếng Siam Sport đã mô tả rằng: "Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 sau màn trình diễn xuất sắc trong hai trận thắng trước Thái Lan và Đài Loan." Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc hành quân mang tính chất thử nghiệm, cọ sát và thậm chí là mang tính chất du lịch. Đó là những cái nhìn mà tờ Siam Sport trước đây đã từng nói về đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam lúc này đã hoàn thiện cũng như kiến tạo nên một lối chơi bản sắc và chắc chắn. Lối chơi này sẽ làm khó chịu rất nhiều đội bóng khác nhau khi thi đấu với đội tuyển Đức vừa qua. Và các chuyên gia bóng đá Thái Lan đã nhìn và phân tích thì bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tầm với một loạt những cầu thủ trẻ, trong đó Huỳnh Như không thi đấu do đang bị chấn thương. Cầu thủ này nhường chỗ cho đàn em của mình và đàn em của mình đã để lại một cú sút sấm sét mang đầy đủ những phẩm chất của các cầu thủ nữ Việt Nam. Để ngày hôm nay thì báo chí Thái Lan đã phải ngả mũ thán phục và đó chắc chắn sẽ là một chú ngựa ô mới của hình hài bóng đá Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ giới thiệu đến bóng đá thế giới với một lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Với việc phản công chuyển trạng thái nhanh thì đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần gây khó khăn cho đối phương chứ không chịu lép mình như trận đấu của Thái Lan thua 13-0. Khi nói về đội tuyển Việt Nam, dĩ nhiên thì truyền thông Thái Lan đã đưa ra những lời tung hồ và đưa ra những lời có cánh dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung. Nhưng bản thân huấn luyện viên người Hà Nội vẫn luôn tâm niệm rằng bóng đá phải hoàn thiện hơn, các cầu thủ sẽ phải tiếp nối các đàn trị, bởi chúng ta không được hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã được đầu tư nhiều hơn, được tập huấn nhiều hơn khi chúng ta là những đội bóng tham dự World Cup. Và lúc này thì sự đánh giá của thế giới bóng đá khác hẳn với góc nhìn của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi không chỉ là một giải đấu dành cho một đội bóng nhỏ mà lúc này những đội bóng nhỏ cũng có thể tạo nên sự bất ngờ. Chính bản thân báo Đức cũng đã phải thừa nhận điều này, khi nói rằng việc lựa chọn Việt Nam thi đấu là có dụng ý của ban huấn luyện. Huấn luyện viên Martina Voßtkenbuch cho rằng, cô muốn lựa chọn một đội bóng có khả năng phòng ngự và Việt Nam đã cho thấy khả năng phòng ngự đó, và chắc chắn Đức sẽ có thêm thời gian và chính bài học này của đội tuyển Việt Nam sẽ dạy cho họ rất nhiều điều trong thời gian sắp tới khi thi đấu với Maroc trận đầu tiên vâng trong khi đó thì ở đội tuyển nữ việt nam đã rơi vào một bảng đấu cực kỳ khó một bảng đấu có mỹ hà lan và có cả đội bóng mà huỳnh như đang thi đấu đó chính là bồ đào nha truyền thông mỹ thì đánh giá hà lan chính là đối thủ lớn nhất ở bảng đấu chứ không phải là việt nam tuy nhiên lúc này đội tuyển nữ việt nam đã cho thấy rằng họ cũng có thể là kẻ ngáng đường cực kỳ đáng gờm khi mà thi đấu với đức với một tình cảnh như vậy dĩ nhiên là vào giải chính thức thì những cầu thủ mạnh nhất sẽ được gọi lên nhưng cách tổ chức thi đấu lại là câu chuyện mà họ bàn luận ở đây. Báo chí Thái Lan đã trích dẫn, đó chính là tính tổ chức, tinh thần thi đấu và quan trọng hơn là khối đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã hòa hợp cũng như phát huy hết tối đa những điểm mạnh của mình và hạn chế tối đa những nhược điểm để có thể thi đấu với một đối thủ to cao. Những cầu thủ cao 1m8 của Đức cũng không thể khoan phá được hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Bằng những phương án tạt cánh đánh đầu thì chắc chắn bóng đá châu lục sẽ phải thay đổi với thái độ khi mà nhìn nhận Việt Nam để tiếp cận trận đấu cực kỳ khôn ngoan và bản thân huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đã chia sẻ với tờ báo hàng đầu của Thái Lan Siam Sport. Tờ báo này cũng đưa ra những lời lẽ vô cùng đanh thép và đó cũng sẽ là lời gợi nhắc dành cho bóng đá Thái Lan trong thời gian sắp tới. Tính từ thời điểm này, tôi khá hài lòng với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần một sai sót cá nhân bộc lộ trong trận đấu với Đức, lối chơi phòng ngự phản công mà đội tuyển Việt Nam đang hướng tới là đúng đắn. Khi thi đấu với những đội bóng châu lục, so với trình độ thực lực thì chúng tôi thua bạn rất nhiều, vậy nên chúng ta phải đá phòng ngự phản công. Trước đội tuyển Đức thì chúng tôi đã có một vài đường phản công sắc nét, tiếc là các cầu thủ đã bỏ lỡ khá đáng tiếc. Trong trận thi đấu này, các cầu thủ đã tự tin hơn rất nhiều và có được sự cải thiện về mặt thể lực. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta là một trong những đội bóng mà nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau trận đấu với Đức. Tuy nhiên huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đã nhấn mạnh với các cầu thủ rằng, đó chỉ là một trận đấu giao hữu và thứ hai nữa, đó chính là màn thử nghiệm đội hình. Chúng ta không được ngủ quên trong trận đấu vừa qua. Vì vậy khi thời gian sắp tới, hy vọng rằng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững được tinh thần thi đấu như với trận đấu của đội tuyển Đức mà đó là những gì mà chúng ta mong chờ. Dù chúng ta có thua bao nhiêu đi chăng nữa thì hình ảnh đó vẫn rất đẹp in sâu trong tim người hâm mộ nội dung trên đây cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những video trên kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo